cái hình này. Những đường kẻ dọc ngang dùng để sắp xếp nội dung cho thẳng hàng với nhau. Khi mà mình xóa đi thì mọi người vẫn thấy được cái thông tin này, thấy không? Đấy. Thì trong in ấn á, trong in ấn hay là trong tạp chí, affix, báo cáo, bao bì đều có một cái grid, nó vô hình đều có một grid á, người thiết kế đều phải có một grid. Thì cái grid nó giúp chúng ta sắp xếp các thông tin, nó gọi là nó có phân cấp hơn và nó gọi là nó đồng nhất hơn. Đấy. Nếu mà không có grid thì nó rất lộn xộn. Đấy, bây giờ mình đi vào grid trong thiết kế. Grid trong làm web, làm app. Hay gọi là grid trong UI design á. Thì mọi người thấy ở đây á, grid á nó sẽ được cấu thành được từ cái thành phần nào? Trước tiên là mình thấy là có column này, row này, module này. Đấy. Column là các vùng không gian dọc chứa nội dung trong lưới. Thì nó là những cái khối cơ bản nhất. Row là cục ngang để chứa để dùng để làm cho đồng bộ những cái không gian và những cái thành phần ngang của chúng ta này. Không thường xuyên sử dụng nhưng mà nó vẫn mình vẫn có thể sử dụng được. Thì gọi về module. Module thì một trong những cái thành phần mà mình làm để align các thành phần giống như là hình ảnh này, hoặc là cái kẹt giống như là em dùng Pinterest hoặc là dùng YouTube, nó có những cái video đó, nó align nhau vô những cái module này. Thì thực ra chung quy lại á, mình thường xài column. Mình thường xài column rất là nhiều. Column rất là nhiều luôn. Row là để phân cấp nội dung giữa các section với nhau thôi. Nhưng mà column là mình dùng nhiều nhất. Đấy. Thì ở đây anh có note lại một ý là hệ thống 12 column là một trong những cái layout phổ biến. Tại vì sao mọi người làm á, mai mốt mọi người làm á, anh đưa cho mọi người những cái thư viện grid á, thì mọi người thấy tại sao luôn luôn là con số 12. Thì mọi người thấy ở đây á, 12 á, nó có tầng 6 ước. 12, 6, 4, 3, 2, 1. Còn những con số từ 1 tới 11 á, thì nó không vượt quá được cái ngưỡng này. Mọi người lấy ví dụ cho anh con số 16 và con số 18 luôn đi. Đấy. Và 6 cái ước này nhé, nó đều có thể chia layout được rất là đẹp. Đấy, ví dụ như 1 cột 12 này, 2 cột số 6 này, 3 cột số 4 này, 4 cột số 3 này, 2 cột số 6 này. Đấy. Hoặc là 12 cột số 1. Đấy. Thế nó có rất có nhiều cách chia layout và nó có nhiều ước, nên là con số 12 là những con số người ta chọn để làm layout phổ biến. Đấy. Hôm mốt có ai hỏi thì có giải thích. 12 nó có tận 6 ước lận. Và nó chia được nhiều layout hơn, đa dạng hơn là những cái con số khác. Đấy. Tiếp, chúng ta sẽ đến hai thành phần nữa trong grid. Đó là gap và margin. Gap ở đây á là những cái khe hở này. Nó nằm ở giữa các column với nhau này. Đấy. Nó là khoảng thở. Thì cái này gọi là gutter nha, để anh sửa cái này lại, cái này gọi là gap này, gutter nha. Này gọi là gutter. Design mình gọi là gutter. Design mình gọi là gutter. Còn deep á sẽ gọi là gap, deep web nha. Đấy, margin là cái là cái khoảng trống giữa nội dung hai cạnh á, hay gọi là outer spacing á. Thì trong deep nó còn có gọi là padding nữa, nó là inner spacing. Thì mai mốt mọi người giao tiếp với deep á, mọi người sẽ biết được là sự khác biệt giữa margin với là padding. Nhưng mà trong design thì mình giao tiếp với nhau là margin thôi, mình không nói tới padding làm gì. Đấy, nó đỡ mình đỡ rối lại những cái khái niệm. Mình chỉ nói về margin và gutter thôi. Tiếp. Thì sau column này, row này, module này, margin này, gutter này, thì bắt đầu chúng ta nói tới cái câu chuyện là sẽ có những cái loại lưới nào để chúng ta dùng khi chúng ta thiết kế web. Ở đây anh có cái lưới cố định này, mọi người thấy không?
đấy, đôi khi mà người dùng web á, người dùng web, người dùng một cái ứng dụng nào trên web đó, hoặc là chỉ cập website nữa, mình sẽ thấy là có những cái website nó có một nhóm nội dung đây, mọi người có scale down hoặc là scale up cái cửa sổ lên thì nó vẫn vậy. Tương tự Flipgrid đấy, đấy. Flipgrid thì ở đây những cái cột của mình này nó co giãn theo cái không gian này, là mình sẽ không trao đổi. Cái mặt chin á, cái mặt chin này hai bên này mọi người thấy nó không đổi không? Đấy. Đấy. Rồi responsive grid. Thì thực ra á, cái responsive grid này á nó là cái sự nó là responsive in grid chứ không phải là responsive grid nha. Tức là hai cái này mình nói tới hai cái khái niệm là fit và flood thôi. Fit á là cái mình giữ cái lưới của mình. Mình không làm gì hết á, mình không có cho nó co giãn gì hết á. Nó đứng im đó, nó nhỏ hơn thì nó tràn ra. Còn flood á nó sẽ thay đổi. Rồi cái size của cái cột mà nó sẽ thay đổi. Đấy, còn responsive grid này á là những ví dụ như ở cái màn hình này á, nó có 4 cột. Xuống màn hình nhỏ hơn nó còn 2 cột, hoặc lên màn hình to hơn nó có 12 cột. Thì lúc đó mình nghĩ tới responsive grid. Đấy. Thì responsive grid này á mình có thể đưa thẳng cái flood này vô trong đây luôn. Tức là 12 cột ở đây nó cũng vẫn có thể nhỏ lại được. Nó phải co lại được. Đấy. Đấy, thì mọi người hiểu là lúc mà làm á, nhiều khi mình sẽ nói là tôi muốn fit grid chỗ này hay là tôi muốn flood grid ở đây. Đấy, mình sẽ nói tới hai khái niệm này nhiều hơn. Đấy. Còn responsive là mình sẽ nói một khái niệm riêng luôn. Tiếp nhé. Baseline grid. À, cái này là dùng cho table. Mà muốn mình học bài table mình sẽ biết cái baseline là gì. Ví dụ như anh có ví dụ thẳng luôn trong cái title với lại cái subtitle này nè. Mọi người thấy không? Mọi người thấy cái thực ra là cái baseline này nó anh phải đẩy cái màu đỏ này á nó sát với cái chữ A luôn nè. Đấy. Nhưng mà đúng là cái baseline. Đấy, mình muốn mình học bài table mình sẽ hiểu cái baseline. Thì cái baseline street này á mình thường á là mình dùng trong mình layout những cái mình layout những cái bài design mình show up lên trên Behance hoặc là Ripple á, mình trình bày theo cái dạng baseline này nó cũng rất là đẹp. Còn về dev á, tại vì nó có một cái khái niệm là leading stream á, mọi người muốn cái table của mình á nó cắt đúng vô cái dòng baseline của mình á, thì mọi người phải nói với dev là làm thêm một cái, phải đưa một cái CSS vô nữa thì nó rất phức tạp. Tức là đã hỗ trợ rồi nhưng mà mình vẫn xài thư viện cho nó nhanh chứ mình không có đi mình nói dev là set up cho tôi một cái leading stream vô đây để nó cắt vô cái lọc dòng baseline này để mình ra được cái lưới này. Không. Mình cứ dùng cái table của mình dùng một cách bình thường. Đấy, thì cái lưới cơ sở này là anh ít dùng lắm. Hầu như là anh không dùng luôn. Tại vì khi mà mình làm giống thì mình set up rất là nhiều. Ủa, sao vậy? Ủa có bị gì không mọi người? Alo. Tự nhiên Nhi hello. Hết hồn. Ok. Ok, bây giờ anh cho coi thử này. Anh cho coi thử một cái typo này. Ví dụ như anh có một cái table inter đi hoặc là roboto đi, một cái table cơ bản đi. Thử table này. Đấy, mọi người thấy này, bình thường á, một cái table của mình dùng á. Tắt cái này đi. Hồi xưa á,
Thằng Figma nó chưa có cái vertical trim đâu nha. Cái này gọi là leading trim á. Đấy. Nó chưa có cái này đâu. Thì cái layer 2 này á, nó sẽ phụ thuộc vào cái chỉ số ở đây nè. Cái layer 2 này phụ thuộc vào chỉ số ở đây nè. Anh đang set 100% nè. Đó. Thì nó cái layer 2 này nó sẽ tính theo cái font size của mình. Đấy. Bây giờ nó có leading trim rồi nè. Mình bật lên nè. Đấy, em thấy không? Baseline á là cái đường tính từ cái thân chữ này tới cái kép hay của nó này. Đấy. À, mai mốt có giờ bài tài bộ anh sẽ cho em coi là cái chỗ này em sẽ hiểu là tại sao nó gọi là baseline. Đấy, thì nó sẽ cắt. Đấy, nó sẽ cắt kép hay của mình vô. Đưa vô cái baseline này luôn. Đấy, thì cái này có tác dụng gì? Thì một số cái phông chữ á, anh đưa thử cái table này vô trong một cái frame nha. Table cái này là anh sẽ set là 24 pixel này. Set về 32 này. Anh đẩy. Thì giả sử mình không có cái tính năng này đi. Mình không có tính năng mình muốn làm một cái button. Đấy, thì sẽ có những cái phông nó bị lệch lên trên. À, ví dụ như dark gloss stick đi. Cái phông này đấy, em thấy không? Em thấy nó bị dư, bọn em thấy nó bị dư nó cái khoảng ở trên không? Nó dư cái khoảng này. Có những cái phông nó sẽ bị dư cái khoảng trên này. Đấy. Thì mình bật cái mod baseline lên thì mình khử được cái khoảng đó. Đấy. Nhưng mà để làm được như vậy á thì mình phải nói với ông dev là ông dev ơi, giờ ông code thêm cho tôi cái dòng này được không? Đấy. Thì mai mốt mình sẽ học cái bài là chọn cách chọn phông cho phù hợp để cho không gặp cái lỗi này. Không gặp cái lỗi mà không bật cái mod leading trim này lên á. Đấy. Nếu mà bật cái này lên thì code mệt lắm. Anh không biết là trên mobile có làm được cái này không nha. Còn trên web thì cái này người ta code, người ta có thể handle được rồi. Đấy. Nên là mình sẽ có một bài chọn phông sau. Ok. Tiếp. Xong bài like nè. Này thì ít dùng lắm nên là mình học khái niệm thôi, mình cho biết thôi, để mai mốt mình ra nghề thì mọi người còn hỏi là baseline script là gì. Nói chung là nó là một loại lưới cơ sở, nó lưới phụ giúp designer tạo nhịp điệu trôi chảy cho văn bản. Ok, tiếp. Chúng ta sẽ tới hai thành phần nữa cùng không kém quan trọng trong grid, đó là thành phần cố định và thành phần co giãn trong lưới. Đây. Mọi người thấy thành phần cố định không? Đấy, bây giờ ví dụ như anh set cho cái cục này là 300 pixel. Thì dù màn hình nó có scale cỡ nào á, nó có scale lọt ở trong á thì nó vẫn là 300 pixel. Còn khi mà anh cho nó co giãn á thì co giãn nó là gì? Co giãn ở đây á là mình set tỷ lệ phần trăm cho nó. Ví dụ như ở màn hình này nó có 20% thôi. Lên màn hình rộng hơn tí nó là 80% chẳng hạn. Thì nó sẽ giãn ra. Đấy, thì nó sẽ có giãn cái tỷ lệ. Thì ứng dụng của hai cái này là gì? Ứng dụng của hai thành phần này á, mình có thể dùng làm cái thanh điều hướng bên trái á trong những cái dashboard á. Đôi khi mình sẽ fit nó. Đôi khi là mình sẽ cho nó co giãn theo màn hình. Anh ví dụ cái Google Drive này cho mọi người coi này. Ok, anh share cho coi, share cái Google Drive này.
Bài này là lý thuyết nhiều á, nên là không có, anh không, anh vô cho thực hành luôn thì cũng được, nhưng mà không học thì không biết gì hết, ý là không học thì kiểu chấp nhận khái niệm á. Lúc làm thì thắc mắc là cái này nên là cái gì anh rồi đó. Anh chị đây, mọi người thấy không? Này anh cho nó float được này. Đấy. Rồi bây giờ anh thu nhỏ lại này. Đấy, nó fit này. Đấy. Cái này là fit rồi, nhưng mà mình vẫn có thể coi vậy kéo kéo dài, kéo ra cái vô được này. Đấy, thì gặp một số cái ứng dụng á, mình có thể collapse hoặc là ẩn đi cái chỗ này được. Nó sẽ còn icon thôi. Đấy, thì mình dùng cái flood grid kia. Đấy. Ví dụ là lên cái màn hình điện thoại của tôi á, hoặc lên cái máy tính bảng của tôi á, là tôi sẽ cho cái này còn 20%. Rồi đẩy vô đây. Màn hình máy tính bảng đây. Còn khi mà lên cái màn hình máy tính thật của tôi á, thì tôi cho ra rộng rồi. Đấy, 9%. Đấy, thì lúc đó mình sẽ nói dép là set như vậy. Đó. Ok. Bây giờ mình đi tiếp. Nhớ nha, hai cái này á, mai mốt á, mà ai ai có dịp được làm dashboard á, làm mấy cái bảng dashboard á, là cái này đau đầu lắm á, cái này là một kiến thức là cần thiết để unlock á. Mình sẽ làm cái nét ba, cái vùng điều hướng chính của bên trái của cái app mình á, mình sẽ chọn bây giờ nó lên cố định hay là nó lên co giãn. Đấy.